Xót xa người phụ nữ khóc nức nở vì vận động quyên góp vùng lũ nhưng bị hiểu nhầm là lừa đảo. Được biết, người phụ nữ này đã có mặt tại chùa từ sớm và đi khắp nơi để vận động mọi người quyên góp tiền mặt, ủng hộ đồng bào vùng lũ. Không chỉ vậy, toàn bộ số tiền xin được đều được cô ghi chép lại cẩn thận vào sổ cùng thông tin của Mạnh Thường Quân. Rồi đây, cái số tiền này ghi lại. Tuy nhiên, nhiều người lại nghi ngờ cô lừa đảo và thậm chí gọi công an đến để bắt người phụ nữ này. Sau gần một ngày trời làm việc với cơ quan chức năng, cô ấm ức quay trở lại chùa và nghẹn ngào kể lại câu chuyện. Đôi mắt người phụ nữ không ngừng ngấn lệ, một phần buồn bã vì lòng tốt của mình bị hiểu nhầm, một phần vì sợ chồng biết chuyện sẽ quát nạt. Cô chia sẻ, số tiền này dự định sẽ mua thuốc cho bà con vùng lũ miền Bắc, nhưng vì gặp phải rắc rối không mong muốn nên cũng chẳng gom góp được bao nhiêu. Người phụ nữ còn tiết lộ mình đã nhắn tin cho sư thầy ở chùa để ngỏ ý quyên góp quần áo trước khi đến, rồi mới đi kêu gọi quyên góp tiền mặt. Thế mà giờ đây lại bị hiểu nhầm là lừa đảo, khiến cô rất đau lòng. Cô buồn đến nỗi chẳng có tâm trí để ăn uống gì, dù đã nhịn đói cả một ngày trời. Phía dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã thương xót cho người phụ nữ tội nghiệp. Ôi trời ơi, chị bỏ cái tôi với sĩ diện một con người để giúp đồng bào, đồng tiền này rất quý giá. Thấy cô khóc mà em cũng không cầm lòng được, thương cô, thương bà con vùng lũ. Cũng bởi vì nhiều kẻ lợi dụng để trục lợi mà những người thật tâm như chị bị ảnh hưởng, cảm ơn chị. Bên cạnh đó, không ít người lại cho rằng đây là một điều khó tránh trong thời điểm nhạy cảm này. Cũng không trách Mạnh Thường Quân được vì thời buổi giờ không còn tin ai được hết, lừa đảo rất nhiều, nhất là việc từ thiện. Nhưng cảm ơn chị gái, làm gì trời biết miễn mình làm đừng thẹn với lòng là ok nha, chúc chị gái mạnh khỏe. Nói chung, thời điểm này đang nhạy cảm về vấn đề kêu gọi quyên góp từ thiện, nên mình nghĩ tự bản thân mình có bao nhiêu thì đóng góp bấy nhiêu, đừng tự ý kêu gọi thì tốt hơn. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhé! Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.